Con chào thầy. Ừ, báo hôm nay con dậy sớm đấy, đúng giờ luôn. Hôm nay con quay video mà thầy. Mình hôm nay thu hả? Rồi đến mai thu. Hôm nay có thu không? Dạ có thầy. Thì hôm nay bài tập bài một nha. Dạ. Thu để thầy đỡ cái bộ đồ một phát. Dạ. À, xin chào. À, chúng ta về đâu nào? Về đâu? Đọc cửa hố nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8,
10, cô dưới nào, cô dưới tay, cô dưới tay. Tôi nói xoay khớp, xoay khớp, xoay khớp tay, xoay khớp, xoay nhỉ, xoay khớp, xoay nhỉ. Nào bung nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ô, xoay cổ tay được chân. 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 Dung tay, dung tay, dung tay, bay nào, bay nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngược lại, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lên nào, lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Quay, văn minh, văn minh, văn minh. Mở rộng chân ra, cúi xuống, mở rộng chân ra, cúi xuống. Tờ, cúi xuống. Đánh mạnh lên. Giờ, quay eo mạnh lên. Ở gần người nào, 1, gần người hất lên. 1, xuống. 2, xuống, 3, xuống, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, em gối nào. Hai, từ bên, từ bên, ba, ba,
Cái đồng cơ khí nhá. Cái đồng cơ khí 5. Ngồi xuống nào. Ngồi xuống 1. 1 2 3 4 5 6 Tay gối. Tay gối. Từ ngoài vào trong. Từ ngoài vào trong. Rồi lại từ trong ra ngoài. Từ trong ra ngoài. Xoay tròn từ trái qua phải nào. Từ trái qua phải cả hai chân. Xoay tròn từ trái qua phải cả hai chân. Xoay ngược lại. Quay ngược lại. Rồi mở động chân ra. Ngồi xuống đứng lên ấn gối ra sau. 1 2 3 4 5 6 7 8 chín, mười, hai, đây chúng ta vừa thể hiện xong. Hôm nay chúng ta sẽ tập cái bài ở trường thọ, trở ra trường thọ không một. Hít sâu, thở đều, tại chỗ thả lỏng người hít sâu thở đều, hít sâu. Thở đều. Hít sâu. Thở đều. Hít sâu nào. Hít vào. Lên. Cổ bảo thái cực. Trùng người xuống. Hít sâu. Thở đều. Hít sâu. Thở đều. Hít. Thở. Hít sâu. Biết sao? Đi đổi nào. Tăng trưởng nào. Hít sâu đứng lên. Từ từ ghé tay ra. Hít sâu thở đều. Hãy
gì rồi đấy nào? Nói nào lên tác đi đi sâu ta nghĩ cái hơi thở ấy nha, hít thở thật sâu thật đều, hít thở thật sâu thật đều, ta quản lý cái hơi thở, tập trung tư tưởng quản lý cái hơi thở bằng cái cách như vậy là tâm thở, làm sao mà để cái hơi thở nghe nó giống như người đang máy thổi, nghe người tu học của mình, hít sâu thở đều, thật sâu và thở thật đều, hít thở sâu thật đều. Cái động tác này mà không đưa thẳng lên được người ấy là chỉ rõ là các bạn đang bị như vậy là bốn dấu hiệu là vui và thoái hóa cái cổ không đưa thẳng này, không đưa thẳng cái tay tay cái tay thẳng lên đầu đấy là đau và nhức đấy, đang những dấu hiệu. Giờ phải cố gắng đưa thẳng cái tay, đưa thẳng, hít thở sâu rồi, hít sâu, thở đều rồi. Đấy đấy là chuyển sang vòng tay khác nào, hít sâu ép xuống nổi cười lên thở hít ba động tác lúc nãy là gì là đứng im tại chỗ hít thở tạm ra thả lỏng hít sâu thở hít thở đều hít sâu thở thở đều hít sâu thở đều thở thở đều là nổi nào ra cái nhức nào hít sâu nổi nổi mà lên chỉa tay trước thả lỏng hít sâu thả lỏng thả lỏng thả lỏng hít sâu thả lỏng thả lỏng nào thở
Thả lỏng,
rồi nào đứng sau xoáy xa hai bên cũng như như vậy, xoáy xa hai bên xoay cả cấp ba luôn à, xoay cả cấp ba đứng sau đấy, đứng sau à, giữ cái hai cái tay trong ngang vai để giữ các chứng như vậy là gì, trên cái tay nhấc mỏi cái tay và sủi tay được chưa à, đau cấp ba viêm cấp ba viêm cắm đối dây thần kinh như là cánh tay xoay thả lỏng mở tay ra rồi lại nắm lại là xoay hai cái nắm đấm ra hai bên cho nên đồng thời kết hợp xoay cái khớp vai à, xoay khớp vai xoay khớp cổ tay xoay khớp cánh tay à, xoay chưa xoay nó vào thả lỏng hít sâu nhún lên để hít thả lỏng thì thở ra mở ra đấy cho nên hít cũng quan trọng hít sâu cứ cái nổi đó à, thả thả lần cuối cùng hít sâu lần cuối cùng là thả những cái tay xuống nào thả nổi thả lỏng à chúng ta bắt đầu vào bài chính thức là hít sâu hít xoay cổ trả lại thở ra tay phải đưa qua phải là ngang cánh tay ngang vai cánh tay ngang 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 vai để khi ngang vai thì lật ngược cái bàn tay lên cả dựng đứng bàn tay lên trong khi đấy thì đầu ngoảnh sang bên trái mắt ngó ra sau quay hết cơ cổ để kết cỡ mắt thả lỏng được chưa hít sâu căng ngực hít vào quay hết cỡ cổ liếc cái cỡ mắt là hết sâu hành chu công pháp đây là công thức đầu tiên là công pháp đầu tiên hành chu công pháp hết sâu thở hết sâu thở về hít sâu động tác này giúp coi như về cho các cứng tê liệt cánh tay chùi tay chùi tay đau vai nhức cổ là phải đau vai nhức mỏi cổ đấy các cái chứng về hôi thoái hóa khớp cổ là liên các cái dây thần kinh liên dây thần kinh các cái đám rối dây thần kinh cổ và thần kinh cánh tay thả lỏng hít sâu thở hít thở sâu đều căng ngược hít vào cứ đi đổi đâu thở đổi đổi lên thả lỏng tay tay hít sâu cũng y như vậy thả lỏng hành tu công pháp tức là tay rẽ là giống như cái người lái máy kéo là người ta khỏi nước bơi đấy quay hết cỡ cổ biết cỡ mắt đầu tăng lực hết cỡ quay hết cỡ cổ cái chú ý có thể là trong cái quá trình tập các người ta quay di chuyển người lúc cái chú ý cái chân cái tay nó thủ đúng nào ai đã đủ chúng ta ước coi như là cần dồn máu mà đứng lâu dồn máu chúng ta nhớ là thay cái gì mà thay là sao thay là sao đó tất cả các cương như vậy là thay để chân ta không đủ đúng nha nha mà vẫn không bị ảnh hưởng đến động tác đó nha hãy hít sâu thở đều thở nhẹ hít sâu thở đều thở đều hít sâu thở đều hít đổi đó động tác thứ hai sức thứ hai sức thứ hai hay gọi là động tác thứ hai bái mặt câu hít sâu căng ngực hít vào
ngực thở ra là lỏng người, căng ngực hít vào. Bây giờ chỉ ngang đây thôi, ngang vai thôi, thả lỏng, mềm vai xuống, nào, đấy, hít sâu. Cái này thì căng vào, làm sao để hít thật nhiều khí nhất, chứa thật nhiều khí nhất. Và thở ra thì thả lỏng người, làm sao để mà có thể thở hết tập khí ở trong phổi ra, hít sâu. Thở các bài thành công thứ hai, thở đều thứ hai, hít sâu, thở đều, hít sâu căng ngực hít vào. Ta nhắc lại cho các căng ngực tay làm được đấy. Một số người sẽ làm tay đều các này ta sẽ chỉnh lại ở cái đó. Là hai cái tay chỉ ngang tay thôi. Nha, nhiều người là cái tay chạy xuống là không giữ được ngang tay. Thì cho cái này nó vừa có như vậy là sẽ bất kỳ là tê được cái tay. Là giúp tăng cường cái khả năng như vậy là kích hoạt chứa cái dung lượng của bộ và hết xong chứa cái dung lượng khí của bộ. Đánh các cái từ cửa từ ngực thẳng lên hít sâu thả đi đổi nào đổi nào và đồng thời cũng phải nhắc lại cái cách thở à, đổi từ các trước nào mình du công hít nghiêng thân trái trước thở và căng người căng được hít sâu nghiêng sang trái căng được hai cánh tay để ngang ra căng như ta đang đứng thế ta đang đứng cái đòn cái cây gậy ta đang đánh cái cây gậy nha hai tay cái cây gậy người ta rất căng thì nghiêng sang nó căng chứ không có kẹo như thế này không kẹo tay như thế này mà phải rất căng bởi vì nó mắc cái cây gậy nó mắc cái cây gậy mà chân rất căng. Cái này giúp kéo giãn tốt tốt á, tôi giãn cái sống nhớ kính này tôi như vậy là gì kiểu nó cũng là dính tốt sống rồi đấy dính tốt sống à kéo dính thoát vị để đẹp dính tốt sống được ra à dừng kéo sống dừng cái đấy đấy xong đồng thời là gì đồng thời tạo không gian khoảng sống để cho dây thần kinh nó chui qua các cái lỗ thông một cách dễ dàng, tránh tình trạng dinh vôi. Cuộc sống này vôi gai thoái hóa lỗ thông, rồi coi như là viêm các cái đầu dây thần kinh, là dẫn đến là tê chân tê tay, được chưa? Đấy, cái thần kinh tỏa nó hít sâu, hít sâu đau nhất, thả lỏng. Hít sâu đổi đỏ hít sâu vào căng đổi đỏ bên này cũng vậy là lỏng hít sâu hít ấy thật căng thở là nhớ cái hơi thở cái đều cái từ đầu cái cuối hít sâu thở hít sâu thở đều hít một tay úp tay ngửa nằm ngửa tay phải nào úp tay trái xuống và úp tay phải thì lại ngửa tay trái thả lỏng rồi hít sâu à vịnh du công thả lỏng bằng cách bơi này cách bơi đấy thì du công là cách bơi hít sâu thả lỏng hít sâu cái đổi nào đổi à trường hồng quá chặt ngửa luôn trường hồng quá chặt thở hít sâu
Hít sâu. Thở đều. Hít sâu. Thở đều. Hít sâu. Ngửa lưng. Thở đều. Chương hồng quả chặt. Hít sâu. Thở đều. Thở. Hít sâu. Thở đều. Hít. Thở. Hít sâu. Chúng ta nói hết rồi. Chúng ta nói thở. Động tác cuối cùng. Hít sâu. Rồi cả cung tắc ấp. Là cả cung tắc ấp suốt. Gặp người. Gặp người. Thả lỏng thở ra. Hít sâu. Hít sâu. Gặp xuống. Gặp xuống. Thả lỏng thở ra. Là người phải thả lỏng nha. Hít sâu vào, xong là thả lỏng người đi gập xuống. Gập xuống cố gắng gập cho nó sát đất. Bàn tay cho nó sát xuống đất. Đặt cái bàn tay xuống đất. Cái mỗi hôm một chút xíu thì lúc đầu nó hơi khó, còn thì phải nó sẽ quen. Đây là động tác thứ 5, hay là gọi là thức thứ 5. Cả cùng tác âm, hít sọc. Hít sâu. Hít. Lần cuối cùng nào. Hít sâu. Lần cuối cùng rồi. Tới nào. Thức thứ 6 quyển thủ. Nào thức thứ 6 quyển thủ. Nào quyển thủ. Úp tay nữa. Thức thứ 6. Thả lỏng. Úp tay lại. Rửa tay. Thở. Quyển thủ công pháp thả lỏng. Quyển là cuốn tròn, là thủ là tay. Thả lỏng. Quyển thủ. Hít sâu. Thả lỏng. Chúng ta đổi nào, hít sâu. Đổi nào, co tay nhanh lại, thả lỏng, cúp rồi đưa tay lên ngay, cúp lại nào, ngược lại một. Thả lỏng, thở ra. Hít sâu. Thả lỏng, quay khớp tay đi chữa. Chúng ta như vậy là viêm nè. À, khớp tay, viêm các cái viêm các cái khớp cổ tay nha. Đấy. Khớp cẳng tay, khớp vai là lỏng. Dạ. Hít sâu. Phải thật sâu vào. Phải sâu vào. Rồi. Căng ngửa thì phải làm sao để nó ngược lên. Nó ngửa lên. Nó ngửa lên. Được chưa? Thả lỏng, tức là xoay một vòng tròn. Xoay một vòng tròn.
tay bàn tay của phòng quản nó lật ngược lên thả lỏng. Hít sâu, lần cuối cùng nào, thả lỏng rồi, tới nào, một, xoay, một, thả, hồi đầu vòng nguyệt, hít sâu, thả lỏng, hít sâu, thả lỏng, hít sâu, thả lỏng, quay hết cỡ bụng, liếc hết cỡ mắt, thả vặn hết cỡ lưng, hít sâu, hít sâu, quay hết cỡ, trả lại cỡ là hít sâu, thả lỏng. Tại bây giờ cái động tác này ta bắt đầu sẽ đánh sâu vào cái đứng sau lưng mình, được không? Sau lưng mình tức ngực nè, hít sâu và sau không nó cũng nguyên do này, hít sâu các cái đứng vui thoái hóa đốt sống lưng đốt sống cổ, và bắt vị trí để lên trí để thả lỏng dính đốt sống. Chúng ta nói nào nói đổi bên hít sâu thả lỏng hít sâu thả lỏng hít sâu thả lỏng hít sâu thả lỏng thở là không phải thở ra đấy, hít sâu cố gắng tập thật nhiều thả hít sâu lưng thật thẳng lưng thật thẳng cổ thật thẳng không được ngửa cổ ngửa đầu lên như thế này không ngửa đầu thế này đấy mà gặp xuống hơi cúi xuống một chút xíu và hít sâu hơi cúi xuống thì cái đầu cái cổ nó mới thẳng thả lỏng hít sâu thở chuẩn bị đổi nào hít sâu đổi nào thả nào hít tay gặp lại nào gặp xuống thở hít sâu gặp xuống thả lỏng hít tay qua gặp xuống cố gắng mỗi hôm gặp một chút xíu là xoay qua lại từ bên này một căng bên này xoay một cái 180 độ gặp xuống dạ 180 độ gặp xuống thả lỏng hít sâu dạ động tác này ngoài cái việc mà cái tăng cường sức mạnh dạ của cái đốt sống cột sống dạ đấy còn rất tốt cho tiêu hóa tăng cường cái sức mạnh bài tiết hít sâu thả lỏng cố gắng cúi xuống mỗi hôm một tí mỗi một tí hít sâu thả lỏng hít sâu thả lỏng tập nhiều cái động tác này không những bao nhiêu này là tối ngủ ngon ăn uống tốt đấy đỡ đứng như đáy đất này đấy kim thật này dạ tăng cường cái chức năng của thật hít sâu hít sâu mà còn treo hết cái mỡ hông rút lỏng mỡ mơ neo lại thả lỏng hít sâu gập xuống thả lỏng
xong xuống đó thả chuẩn bị nào cuối cùng lần cuối cùng nào hít sâu thả lỏng lần cuối cùng rồi rồi mở rộng chân ra hãy để lòng ngực lên hãy để lòng ngực xuống một bị đổi nào cởi nào cởi nào vung tay lên cân bằng lạc địa ngồi xuống nào xuống cân bằng lạc địa lên một hai ba xuống một hai ba lên một hai ba xuống đấy hít sâu vào hít sâu vào tam bàn lạc thiện đó một động tác thứ nhất là hành du công pháp. Động tác thứ hai là bái Phật công. Bái Phật công. Động tác thứ ba là vị du công. Động tác thứ tư là quyển đổ. Quyển đổ. Thì đó động tác thứ tư là coi như vậy là cường hồng quán đạt. Thứ năm đã công tác công. Thứ sáu là quyển đổ. Thứ bảy là hồi đầu vòng nguyệt, thứ tám quy này là thiết lý tập hai. Động tác này là thiết động tác thứ mười đấy, động tác thứ chín là động tác vừa rồi. Tiếp sau mà thả lỏng bung ra. Động tác thứ chín là hai để ra mười. Động tác này là động tác thứ mười, hay còn gọi là động tác thứ mười. Hít sâu. Cái gì đổi nào? Đổi nào? Động tác thứ 11. Động tác thứ 11 nào. Hoàn thúc công. Hai. Ngửa lưng. Hoàn thúc công. Thả lỏng. Thả lỏng. Hít sâu. Hoàn thúc công. Ngửa lưng. Thả lỏng. Hít sâu. Ngửa lưng. Thả lỏng. Thả lỏng. Hít sâu. Thả lỏng. Hít sâu. Thở đều. Hít. Thở.
bốn hai tay ở phía sau kia lại cái lạc lè ra, mỗi hôm một chút xíu kéo người cái gập lên xuống sâu xuống rất sâu, hai tay chống ở sau lưng, thả lỏng hai tay hút ở sau lưng sau cái lạc lè, thả lỏng rất sâu là tay là đưa qua là mở người đó cúi xuống xuống nào xuống thả lỏng lại hít sâu ngửa hở lên cúi xuống thả lỏng thả lỏng hít sâu ngửa hở lên cúi xuống thả lỏng hít sâu ngửa hở lên cúi xuống thả lỏng ra, chuẩn bị nào, hít, ngửa, cúi xuống đổi nào, đổi thở, thả lỏng, được chắc rồi, cuối cùng hít sâu, hít, thở, bạch hạt ngược hít, hít sâu, thở đều. Hít sâu thở đều, hít sâu thở thở đều, hít sâu, ngửa tay từ 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 rơi xuống nào, lật tay cho úp lại là đưa lên, hít, ngửa tay ra rồi từ từ thả lỏng người cứ rơi xuống tự nhiên, hít sâu, thả lỏng xuống. Chuẩn bị nào, hít một hít hai hít sâu hồi ấy thì vừa rồi là chúng ta đã học xong cái bài về tha thức, đó là bài thừa ra từ phật ký tông một, bài này gồm hai thức. Thế bây giờ bằng như vậy là hết 4 à 55 phút đấy, ta tập cái bài này như vậy là đã hết 55 phút. Bây giờ còn một chút xíu thời gian để ta quay ra tập cái tác thủ nhá. Ta tập tác thủ. Sau nào thả lỏng hít sâu thở đều nào, được chưa, đưa qua nào hít sâu lên thở tay ngửa nào, hai bàn tay ngửa hít sâu úp bàn tay cao lên nâng gót chân lên thả lỏng hơi trùng gối thở hít sâu nâng gót chân lên đưa tay giật mạnh để cho căng lên thả lỏng thả lỏng. Cái này đang làm chậm nhá, đang làm chậm tức là ta sau khi mà ta kết thúc bài tập ấy chúng ta chuyển sang cái này nha. Còn cái này gọi là phát thủ, à phát thủ biết không, lên đấy thở phải làm chậm trước để cho nó vào cái nhịp xong rồi ta sẽ làm nhanh sau. Hít sâu thả lỏng, và ta có thể tập riêng cái bài này, cái bài này ta có thể tập riêng vẽ của mình không cần chung với lại cũng như là cái bài hít sâu bài buổi chiều hoặc là chút lúc mình ngủ đâu cho nên là riêng bài con gái cái này. Hít sâu
Nhưng mà nhớ là tay thành ngửa nào? Ngửa và ngang trước, cho nên là ngực này cao không quá cao. Đấy, ở tay sau giật mày về phía sau. Được chưa? Thả lỏng thì đi nào. Đi nào. Một, lên. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, hai, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, ba. Bảy, một, hai, ba, bốn,
bảy cả lắm à, cả lắm rồi, à cả lắm, biết thở sâu rồi, cả lắm, mềm rồi, biết thở sâu rồi, thế là hôm nay cái như vậy là ta tập 300 lần cắt, thất thủ, ở bên ngoài cái một cách này, người ta kêu là thiếu lâm gặp ma thì cần đi, nhưng thực ra là không phải, đó, một cách này là tập thất thủ. Mà nó có nguyên gốc là từ cái nguồn từ Ấn Độ. Chúng ta thấy tay nguyên gốc mà nó là từ động tác mà cứ nguồn từ đấy, một trong những phương pháp tứ chi à, còn có năm phương pháp chúng ta cả cái cứ nguồn từ có nguồn gốc cũng từ 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 Ấn Độ nha. Tiếp sau thay lọc đấy thay ra